Kính thưa quý vị, chương trình phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của Ban Thi sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo miền Nam California trên băng tần của đài truyền hình Lido Sài Gòn TV xin trân trọng kính chào tái ngộ cùng với quý đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo cũng như quý khán thính giả của đài Lido Sài Gòn khắp nơi trên toàn cõi Hoa Kỳ và hệ thống YouTube toàn cầu. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay chúng tôi xin đặc biệt trình bày về đề tài tánh bình đẳng qua phần biên soạn và trình bày của đồng đạo Phan Thanh Nhàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị khán thính giả và đồng đạo kính mến. Thưa quý vị, tánh bình đẳng là đề tài chúng tôi trình bày hôm nay. Bình đẳng, bình là bằng, là ngang nhau, không cao, thấp, không trên dưới. Đẳng là thứ bậc, bình đẳng là sắp ngang nhau, không thấy có cái này cao, cái kia thấp, không thiên vị người này bỏ người kia. Bình đẳng theo nhà Phật là tuyệt đối, mọi sự sống bất luận dưới hình thức nào cũng đều có giá trị ngang nhau, đều được tôn trọng như nhau. Tất cả mọi chúng sanh, người và mọi sinh vật đều có Phật tánh, đều có thể trở thành Phật. Đối với Đức Phật, vật, người và Phật đều bình đẳng như nhau, vì cùng bị chi phối bằng định luật nhân quả, không loài nào được hưởng ân huệ riêng hay bị thiệt thòi riêng. Hễ tạo nhân lành thì hưởng quả tốt, tạo nhân bất thiện thì hưởng quả xấu. Chúng sanh nào tạo nhiều tham dục, sân hận, mê si thì bị sống trong cảnh khổ. Trái lại, cõi lòng trong sạch, có từ bi trí tuệ thì sống trong cảnh an lạc. Cho đến thời hiện tại, thực tế chúng ta chưa thấy có bình đẳng, còn có bất bình đẳng trong nhiều xã hội dựa trên huyết thống, quyền lợi vẫn còn tồn tại. Vấn đề kỳ thị chủng tộc, chia rẽ màu da vẫn chưa giải quyết xong. Trong tương lai, cho đến một thời điểm nào đó, nhân loại dù cho có thực hiện được lý tưởng bình đẳng, thì cái bình đẳng ấy chỉ có trong loài người, chứ không có bình đẳng chung trong muôn loài vạn vật. Nếu mọi người đều đem tánh bình đẳng ra áp dụng triệt để thì cõi đời này thật là an lạc, mọi người được đặt ngang hàng với nhau, sang bằng mọi giai cấp, tiêu trừ bất công, ngăn chặn mọi áp chế dựa trên huyết thống, màu da, sắc tộc. Tinh thần bình đẳng làm cho người đang sống trong điều kiện tối tăm thấp kém có nhiều hy vọng tin tưởng vào việc tạo lại hoàn cảnh của mình ở ngày mai. Cũng trong tinh thần bình đẳng này làm cho những người ở địa vị quyền cao chức trọng bớt tánh cao ngạo, tự đại, ích kỷ dựa vào giai cấp của mình. Tinh thần bình đẳng làm cho người sang giàu cũng như kẻ nghèo hèn gần gũi, thông cảm, bớt khinh nhau, quán nhau, biết tôn trọng nhân phẩm và quyền sống của nhau. Với Phật tánh trong mỗi người có bình đẳng trong từ bi, trong sự sống con người biết thương loài vật hơn, không thấy mình có độc quyền giết hại sinh vật, cho rằng loài vật sinh ra để phụng sự cho mình, để chết cho mình, vật dưỡng nhân. Vì thể tánh bình đẳng nên chúng sanh cũng có Phật tánh giống Phật, nên hăng hái tu cầu Phật hóa tánh tình, lưới mê chẳng buộc nhẹ mình tiêu dao và có khả năng thành Phật. Trong công cuộc giáo hóa quần sanh, Đức Phật không bỏ một ai, dù hạng nghèo khổ hạ tiện, cũng như không thiên vị một ai, dù đó là vị đế vương. Kinh Niết Bàn là tán thán tánh bình đẳng của Đức Phật như sau: Đức Như Lai không phải chỉ thuyết pháp cho những người có quyền thế như vua Bạt Đề Ca, mà cũng thuyết pháp cho hạng bần cùng như ông U Bà Ly, không riêng thọ lãnh cúng dường của người giàu có như ông Tu Đạt Đa, mà cũng thọ lãnh sự cúng dường của hạng người nghèo khổ như ông Thuần Đà. Không riêng cho phép các hạng không có tính tham như ngài Ca Diếp xuất gia, mà cũng cho phép được xuất gia những người nhiều tính tham như ông Nan Đà. Không những thuyết pháp cho người an tịnh không giữ việc đời, mà cũng thuyết pháp cho vua Tần Bà Sa La trong lúc đang lo việc nước. Không những thuyết pháp cho hạng thanh niên 25 tuổi, mà cũng thuyết pháp cho ông già 80 tuổi. Không những thuyết pháp cho bà hoàng hậu Mạc Ly, mà cũng thuyết pháp cho dâm nữ Liên Hoa. Mặc dù Đức Phật đạt đến địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, được
toàn thể loài người, từ giai cấp hạ tiện đến vua chúa, từ tăng lữ sùng kính bái phục. Vậy mà Ngài vẫn khoác chiếc áo giá nhiều mảnh, mang bình phát đi khất thực từ nhà này sang nhà khác. Ngài tự múc nước rửa chân mỗi khi đi đâu về. Lối sống của Ngài và đệ tử không có sự khác nhau, hay nói cách khác, không có sự cách biệt giữa thầy và trò. Lối sống hoàn toàn bình đẳng đó, chúng ta nhìn thấy qua các vị tăng già ôm bình bát đi khất thực hàng ngày. Đó là lối sống lục hòa, sáu niềm hòa đồng kính ái của các sư. Tinh thần lục hòa là khuôn mẫu giúp cho những ai xây dựng cuộc sống an vui tự tại ngay trên cõi trần này, chứ chẳng cần tìm kiếm thiên đường ảo vọng ở một nơi nào khác. Đệ tử của Đức Phật đã áp dụng tinh thần bình đẳng triệt để, nên họ cũng có những lời nói và cử chỉ đẹp, chẳng khác gì lời dạy của Đức Phật. Một điển hình, chúng ta thấy câu chuyện giữa ông A Nan và một thiếu nữ dòng Chiên Đà La, giai cấp hạ tiện. Một hôm, ông A Nan đến xin nước, người thiếu phụ này thưa: "Thưa Ngài, Ngài hãy tránh xa, vì con là dòng họ Chiên Đà La." Ông A Nan trả lời: "Tôi đến đây xin nước uống, tôi không xin giai cấp." Tương tự, vua A Dục Vương đã trả lời cho một vị đại thần khi vị này ngăn cản nhà vua đảnh lễ các vị tỳ kheo: "Nếu lấy huệ nhãn của Phật mà xét thân thể, thì thân thể của ông vua và thân thể của mọi người đều giống nhau, cũng là da thịt xương, chỉ khác nhau là cái phù hoa bên ngoài. Cái cốt yếu sống ở đời là phải có đạo đức ở trong lòng. Về phương diện này, dù cho người hèn hạ thế nào thì chắc chắn cũng có đạo đức. Chính cái đạo đức ấy, người có trí phải xét biết, nên gặp đâu cũng phải tôn kính. Đức Phật bảo rằng: Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Phật không thấy mình là đấng tối cao, không ai bì kịp. Ngài khẳng định chỗ ấy ta đã đến, các người tu cũng sẽ đến, không ai thua ai cả. Đó là bình đẳng chân thực, vì Đức Phật cũng nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nghĩa là tất cả chúng ta ai cũng có tính thật. Có Phật tính là chúng ta tu cũng sẽ thành Phật, không còn nghi ngờ gì nữa. Đã tu và chưa tu thì Phật và chúng sanh cách xa diệu vời, nhưng nhìn vào tánh giác sẵn có thì chúng ta không thua Phật. Một bên đã tu đã dẹp được vô minh phiền não nên tánh giác hiện bày, còn một bên vẫn còn tồn tại vô minh nên tánh giác bị che mờ. Cho nên người muốn tu thành Phật phải dẹp vô minh phiền não. Trong thế gian này còn có người khôn, kẻ dại, người sang, kẻ hèn, sai biệt, nhưng trên tánh giác thì bình đẳng như nhau, không khác. Đó là tánh bình đẳng trong đạo Phật. Đức Phật thường dạy chúng ta, chúng sanh là Phật tử cũng như người ngoại đạo. Ai làm việc thiện thì hưởng quả lành, ai làm việc ác thì bị quả dữ, bình đẳng như nhau. Chứ không thể nói tôi là Phật tử, tôi có làm điều ác thì Phật giảm tội cho. Chữ nghiệp trong đạo Phật rất công bằng và bình đẳng, không thiên vị một ai. Từ chư Phật cho đến chúng sanh đều thọ lãnh như nhau. Đức Phật cũng nói, dù có người tán thưởng ta và lễ bái ta, cùng có một lúc người vừa sỉ nhục ta vừa đánh đập ta, hai người đó Như Lai vẫn thương yêu như nhau không khác. Trong giáo lý Phật giáo bảo, tinh thần bình đẳng của Đức Huỳnh Giáo Chủ thể hiện qua câu nói: "Theo sự nhận xét của tôi về giáo lý nhà Phật do Đức Thích Ca Mâu Ni khai sáng, lấy chủ nghĩa từ bi bác ái đại đồng đối với tất cả chúng sanh làm nòng cốt, thì tôi nhận Ngài là một nhà cách mạng triệt để về tư tưởng. Vì những câu nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, và Phật cũng đồng nhất thể bình đẳng với chúng sanh, đã có những sự bình đẳng về thể tánh như thế mà chúng sanh còn không bằng được Đức Phật là do nói trình độ giác ngộ của họ không đồng đều, chứ không phải họ không tiến hóa ngang hàng với chư Phật được. Nếu trong cõi nhân gian còn có những chúng sanh tiền tiến áp bức, những chúng sanh lạc hậu, thì là một việc trái hẳn với những giáo lý chân chánh ấy. Giáo lý đó Đức Thích Ca Mâu Ni không áp dụng được một cách thiết thực trong đời của Ngài là do nó hoàn cảnh xã hội của Ấn Độ xưa không thuận tiện. Thế nên Ngài chỉ phát dương cái tinh thần đó mà thôi. Ngày nay trình độ tiến hóa của nhân loại đã tới một mức khả quan. Đồng thời với tiến bộ về khoa học thì ta có thể thực hành giáo lý ấy để thực hiện một xã hội công bằng và nhân đạo. Thế nên với cái tâm hồn bác ái từ bi mà tôi đã hấp thụ, tôi sẽ điều hòa với phương pháp tổ chức xã hội mới để phụng sự một cách thiết thực đồng bào và nhân loại. Ngài nói giàu sang nghèo khó của người nên ta thương hết, giàu cười hay khen, hay là đánh liều ta cũng nói càng, cứu dân bất luận giàu sang khó nghèo, hoặc
Đâu đâu bá tánh cũng con lành, thầy giải cho đều khắp chúng sanh. Cũng như tuy là ta không thể sanh thành, nhưng thương hết gia tài dạy dỗ. Dù ngài là một bậc đại giác ngộ, một bậc siêu phàm, một vị giáo chủ, ngài đang hành xử vai trò một đại Bồ Tát, mà ngôn từ của ngài hết sức bình dị, bình đẳng đối với nhân loại chúng sanh, như tình huynh đệ, không có tính cách tôn ti thượng hạ, ra đời dạy dỗ anh em, xem qua ít bận ráng đem vào lòng, hay cả tiếng kêu lớn nhỏ để huynh nôi chí giấy sửa sang thời thế, hoặc điên đàm luận ít câu dốt nát ngông chỉ anh bàn bạc thế nào. Nhất là trong khi hành hoạt, ngài kêu gọi chúng sanh hãy thức tỉnh phá mê khai ngộ, sớm trở về bến giác. Thay vì ngài dùng lời chỉ bảo con đường giải thoát, thì ngài lại dùng tiếng tỉnh bạn trần gian, thật đáng cho chúng ta tôn kính và nói theo.